Quà Tết quỷ dữ. Ngày xưa, ngày xưa, lũ quỷ cậy có sức mạnh mà ức hiếp chiếm hết ruộng đất của dân làng. Chúng cho phép con người dùng đất để trồng trọt và thu hoạch, nhưng mỗi mùa phải nộp cho chúng một phần hoa màu theo nguyên tắc mà chúa quỷ đề ra. Năm đó, chúa quỷ đưa ra yêu cầu lấy ngọn cho gốc. Vì thế, lúa vừa chín, chúng liền mang hết lúa đi, chỉ để trơ lại những gốc rạ cho con người. Xin các ngài để cho chúng tôi ít lúa đi. Gia đình tôi còn con nhỏ, đã 2 hôm rồi, con tôi chưa có gì trong bụng cả. Tôi xin ngài mà. Vớ vẩn, luật lệ chúa quỷ đưa ra, lấy ngọn cho gốc. Thế ngươi còn van xin gì nữa chứ? Gốc rạ kia, tất cả của các ngươi đó. Trời ơi, gốc rạ làm sao mà ăn được chứ? Đừng nhiều lời, từ mùa sau cứ theo lệ, lấy ngọn cho gốc mà làm. Ông trời ơi, chúng con biết sống làm sao đây? Có chuyện gì? Tại sao mọi người lại ngồi đây? Chào sư phụ, lũ quỷ đã mang tất cả lúa mùa này đi rồi, cả làng chúng tôi sắp chết đói mất thôi. Tất cả sao? Trước đây chúng chỉ lấy 5 phần, mùa kế thì lấy 7 phần. Đến mùa này thì chúng ra quy định lấy ngọn cho gốc. Có trồng được bao nhiêu chúng mang đi cả rồi, chúng tôi chỉ còn gốc rạ mà thôi. Nếu vậy mọi người biết sống bằng gì bây giờ? Chẳng còn cách nào khác, ai bảo chúng có sức mạnh chứ? Tôi có một cách có thể giúp cho mọi người. Gì vậy ạ? 4 tháng sau. Nhà sư đã chỉ cho những người nông dân trồng khoai. Đến mùa thu hoạch, người dân mang củ khoai về, để lại phần ngọn là dây cà, lá khoai cho quỷ. Thế này là thế nào? Thưa ngài, theo lệ lấy ngọn cho gốc, phần củ khoai này là của chúng tôi. Cái gì? Vậy là phần dây khoai này là của chúng ta sao? Dạ phải. Các người được lắm. Thưa chú quỷ, lũ người kia năm nay không trồng lúa nữa, mà chúng chuyển sang trồng khoai, nên chúng thần chỉ mang được dây khoai về thôi ạ. Dây khoai ư? Dây khoai thì làm được gì chứ? Sao người không lấy củ khoai về? Dạ thưa, chú quỷ có lệnh là lấy ngọn cho gốc, nên thần chỉ có thể mang dây khoai về. Đám người lao xược, bằng lệnh của ta, kể từ mùa sau, chúng ta sẽ lấy gốc cho ngọn. Trời ơi, phải làm thế nào bây giờ? Có chuyện gì mà mọi người lo lắng thế? Thưa sư phụ, chúa quỷ vừa ra luật mới, mùa sau bọn chúng sẽ lấy gốc cho ngọn, chúng ta không thể trồng khoai được nữa rồi. Nếu vậy chúng ta hãy trồng lúa đi. Đúng thế, hãy để cho chúng mang gốc rạ về. Gốc rạ? Sao lại là gốc rạ? Dạ thưa chú quỷ, đã 2 mùa rồi, chúng ta chẳng thu được gì cả ạ. Được rồi, chúng đã dám to gan như vậy thì ta sẽ không để cho chúng gì hết. Sao, hãy lấy cả gốc cả ngọn đi. Các người nghe đây, chú quỷ có lệnh, mùa sau sẽ lấy cả gốc cả ngọn. Lấy cả gốc cả ngọn, vậy chúng tôi được giữ lại gì? Ý của chú quỷ chính là không để lại cho các người bất kỳ thứ gì hết. Trưởng làng à, phải làm sao đây? Chúng ta gặp nguy rồi, mọi người đừng lo. Sư phụ, bọn chúng sẽ lấy cả gốc cả ngọn, phen này chúng ta sẽ không có cái gì ăn rồi. Ta đã có cách. Lần này, nhà sư bày cho dân làng trồng ngô. Vì khi ngô ra quả, trái mọc ngang giữa thân. Tới mùa thu hoạch, dân làng nô nức bẻ lấy bắp ngô mang về để cho lũ quỷ cây ngô còn lại cả gốc cả ngọn. Các người làm vậy là sao? Dạ thưa, chúng tôi đã làm đúng như luật của chúa quỷ, cả gốc và ngọn cây ngô đều thuộc về các ngài. Loài người đáng ghét kia, chúng đang chọc giận ta. Thưa chúa quỷ, đã 3 mùa rồi, chúng ta chỉ thu được dây khoai, gốc rạ, cây ngô, những thứ đó đều không thể ăn được cả. Tốt thôi, đám người đáng ghét đó, từ giờ ta sẽ không cho chúng bất cứ thứ gì nữa. Truyền lệnh ta, thu lại toàn bộ ruộng đất, không có phép đám người đó trồng trọt bất cứ thứ gì trên đất của ta nữa.
Lần này thì nguy to thật rồi. Thưa sư phụ, làng ta gặp phải tai họa lớn rồi. Chúa quỷ mới ra lệnh thu hồi lấy đất. Từ giờ chúng ta không được phép trồng trọt bất cứ thứ gì trên đất của quỷ nữa. Không được trồng trọt, chúng ta sẽ chết đói mất thôi. Lũ quỷ này ngày càng lộng hành. Đất là của chúng, quyền trong tay chúng, chúng ta chẳng thể làm gì được. Sao? Các người muốn mua lại đất của ta ư? Dạ, kính thưa chúa quỷ, từ ngày ngày ra lệnh tịch thu hết ruộng đất, dân làng sắp rơi vào kiệt quệ và đói khát rồi ạ. Nên đây chúng tôi xin bản phép được mua lại một mảnh đất nhỏ bằng tất cả số ngô còn lại của làng tôi. Số ngô đó thì đáng bao nhiêu chứ? Dạ vâng, thưa chúa quỷ, nhưng chúng tôi chỉ xin mua một miếng đất nhỏ thôi ạ. Nhỏ là nhỏ thế nào? Chúng tôi chỉ muốn mua mảnh đất bằng với bóng của chiếc áo cà sa này. Chúng tôi sẽ treo chiếc áo lên một cây cây. Bóng của chiếc áo phủ đến đâu thì đó là phần đất thuộc về dân làng. Chiếc áo nhỏ tí ấy thì làm được gì? Cứ làm như các người nói đi, ta cho phép đấy. Lũ người thật ngu ngốc. Hãy dựng cây tre lên đi. Vùng đất này chính là của các người đấy nha. Chúa quỷ, người nhìn kìa. Chuyện gì thế này? Chắc chắn là các ngươi giở trò. Làm sao có chuyện như thế được? Như đã cam kết, bóng một chiếc áo tới đầu, đất của dân làng tới đấy. Từ nay toàn bộ phần đất này là của con người. Các ngươi không được đặt chân lên đất liền nữa. Hãy ra đảo phía xa kia mà sinh sống đi. Các ngươi định chiếm đất của ta ư? Giao kèo đã cam kết, ngươi đã đồng ý bán lại đất cho con người. Nhà ngươi không thể tùy tiện nuốt lời. Ta nuốt lời? Ngươi làm gì được ta? Chúng bay đâu? Đánh bọn chúng và lấy lại hết đất cho ta. Đó là tiên ông. Tiên ông phù hộ chúng ta rồi. Xin tiên ông tha tội. Xin tiên ông tha tội. Bầy quỷ kia, từ nay các ngươi không được phép đặt chân lên đất của con người. Hãy nhớ lấy. Thưa tiên ông, chúng con biết lỗi của mình rồi. Từ nay không dám bén mạng vào đất liền nữa. Nhưng xin tiên ông cho chúng con hàng năm được trở về vài ngày để thăm phần mộ của tổ tiên ngày trước. Thôi được, từ nay các ngươi được phép mỗi năm trở về thăm phần mộ gia tiên vào 3 ngày Tết. Tuy nhiên, nếu còn tác quay tác quái thì sẽ bị đẩy ra đảo xa vĩnh viễn. Từ đó, hàng năm, quỷ đều về đất liền vào 3 ngày Tết. Trong những ngày này, người dân thường đặt những cây tre cao trước nhà để gợi nhớ cho quỷ về câu chuyện xưa kia mà không dám gây hại cho con người. Và cây tre đó được gọi là cây nêu ngày Tết. Em bé của Nico. Buồn thật, mấy hôm qua bệnh và thở kít còn... Đố cậu bắt được tớ đấy, nhanh dâng lên nào Nico. Cậu cứ chờ đấy, tớ sẽ bắt được cậu nhanh thôi. Thở kít ơi, chúng mình đi chơi đi, mình chơi đến chiều thật là vui như hôm qua ấy. Tớ phải ở nhà chơi với em rồi, cậu tự chơi một mình đi. Chán quá, từ ngày thở kít có em là ít sang đây chơi với mình hẳn. Buồn ơi là buồn, giá mà mình cũng có một đứa em thì tốt biết mấy. Phải rồi, mình phải xin mẹ cho mình một đứa em mới được. Lúc ấy mình sẽ có người chơi cùng, không phải buồn nữa. Mẹ, con muốn có em. Khi nào mẹ vào rừng, mẹ kiếm cho con một em trai để con chơi cùng nha. Ôi, con trai của mẹ, con khờ quá. Em đâu phải cứ vào rừng là kiếm được đâu. Em cũng giống như con, được sinh ra từ bụng mẹ đó, con trai à. Thế à mẹ, vậy thì mẹ sinh cho con một em đi. Em trai thì càng tốt, con thích em trai à. Được rồi, nếu Nico đã thích thì mẹ sẽ cho Nico một đứa em. Nhưng con phải đợi một thời gian nữa nha. Dạ, con sẽ đợi ạ. Con cảm ơn bố mẹ. Nico, con xem này, bụng của mẹ đã to rồi. Em bé của con sắp ra đời rồi đấy. Nico sắp được gặp em rồi.
Thật thế hả mẹ? Con non được chơi cùng em lắm rồi này. Yeah, vậy là con sắp có em rồi, con vui quá. Yeah, tôi sắp có em rồi, hoan hô, hoan hô. Chuột con của bố đáng yêu quá. Trời ơi, nhìn cái mũi của nó kìa, giống bố y hệt luôn. Nhưng cặp mắt thì lại giống mẹ đấy bố nhé. Cho con bé em một chút với. Thằng bé đang cười với anh này, em nhìn xem. Thằng nhỏ mến bố lắm, cứ cười nịnh thôi. Bố mẹ mãi ngắm nhìn em, chẳng ai thèm để ý đến lời mình nói cả. Mình cảm thấy cứ như là không có mặt mình ở đây vậy. Nico à, khẽ thôi con. Rù mãi thằng nhóc mới ngủ đấy. Tưởng rằng sau khi chuột em ra đời thì Nico sẽ có thêm bạn để chơi, sẽ vui hơn như điều cậu mong đợi. Thế nhưng Nico lại càng thấy buồn hơn. Bố mẹ nó suốt ngày chỉ chăm sóc, lo lắng cho chuột em mà không để ý gì đến nó. Nó bỗng cảm thấy ghét chuột em vô cùng. Nó hối hận vì đã xin bố mẹ mang chuột em đến với căn nhà của nó. Chuột em thật là đáng ghét. Từ khi nó xuất hiện, bố mẹ đã không còn thương yêu mình nữa. Đã thế, mình không thèm chơi với chuột em nữa. Mình sẽ bỏ mặc chuột em một mình cho bỏ ghét. Mẹ vào rừng kiếm thức ăn, con ở nhà trông em cẩn thận nhé. Mẹ đi một lát rồi về ngay. Con trò chuyện cùng em để em đỡ buồn nhé. Thằng nhỏ thương anh lắm đấy. Con biết rồi ạ. Ai mà thèm nói chuyện với nó chứ. Chỉ biết ơ suốt ngày chả vui gì cả. Đi mà chơi một mình nha. Anh không thèm chơi với em đâu. Ai bảo em cướp bố mẹ của anh chứ. Anh đi chơi đây, kệ em đấy. Anh sẽ nhốt em ở trong nhà để em khỏi bò linh tinh ra ngoài. Chà, lâu lắm mới được ra ngoài chơi thỏa thích thế này, vui quá đi mất. Hả, trời, chuột em, sao em lại trèo lên cửa sổ thế kia, nguy hiểm lắm đấy, mau xuống đi. Trời ơi, em sẽ ngã mất thôi. Trời ơi, em ơi. Trời, chuột em bị mắc vào cành cây rồi, phải ra ngoài sân tìm cách đỡ em mới được. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ đỡ em. Chuột em. Em không sao chứ. May là anh còn về kịp để đỡ em. Chứ không, nếu em ngã xuống thì đau lắm. Sao em lại tinh nghịch thế này. Mẹ về rồi này, hai anh em. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Có chuyện gì thế Nico? Vì sao con lại hoảng sợ thế này? Con... Mẹ dặn con ở nhà trông em, nhưng con lại bỏ mặc em ở nhà để đi chơi. Lúc về con thấy em suýt nữa thì ngã từ cửa sổ xuống. May mà con đỡ kịp. Nếu không thì... Con bỏ em ở nhà một mình sao? Sao lại thế? Bởi vì con ghét em. Vì từ khi em được sinh ra, con thấy bố mẹ không còn yêu thương con như trước nữa. Bố mẹ chỉ yêu và chăm sóc cho mình em, không để ý đến con. Con à, sao con lại nghĩ thế chứ? Con thật là ngốc. Vì vậy mà con bỏ mặc em mình sao? Con không biết. Con thấy ghét em, nhưng lúc nhìn thấy em suýt ngã, con lại thấy thương em vô cùng và hối hận vì đã bỏ em ở nhà một mình. Mẹ ơi, may mà em không sao. Nếu không con sẽ hối hận cả đời mất. Con xin lỗi mẹ. Đó chính là tình cảm gia đình đấy, Nico ạ. Có một sợi dây tình thân kết nối giữa chúng ta. Con và em đều là con của mẹ. Bố mẹ thương và yêu hai anh em như nhau. Chẳng qua là em còn bé nên bố mẹ mới chăm sóc em nhiều hơn con. Con là anh, phải biết nhường nhịn em, không nên ích kỷ như thế. Con cũng yêu em mà, đúng không nào?
Con biết rồi ạ. Từ giờ con cũng sẽ phụ mẹ chăm sóc em, sẽ không ghen tị với em nữa ạ. Con biết thế là tốt. Nên nhớ là mẹ yêu hai anh em rất nhiều. Con biết rồi ạ. Con cũng sẽ yêu mẹ và em rất nhiều. Lòng tin quý hơn tiền bạc. Chuyện kể rằng, tại Ả Rập Xê Út, Bukhari là một học giả được rất nhiều người kính trọng. Một ngày, ông nảy ý định muốn ngao du thiên hạ, nên đã lên đường ra biển lớn. Chàng trai trẻ, cậu sao vậy? Tôi có thể giúp gì cho cậu được không? Tôi là Kati, vốn đi làm thuê ở xa, sau 3 năm mới dành được chút tiền để về thăm nhà. Nhưng không ngờ lúc lên tàu, tôi phát hiện tiền mình mang theo đã không cánh mà bay. Tôi không biết bị rơi ở đâu. Đó là toàn bộ số tiền tôi kiếm được trong mấy năm qua. Tôi biết ăn nói với gia đình thế nào đây. Đó còn là tiền tôi dành dụm để giúp vợ nuôi con nhỏ. Bây giờ không biết cô ấy và con trai tôi sẽ sống bằng gì nữa. Đừng buồn anh bạn, thấy anh thật thà và là một người cha, người chồng có trách nhiệm, tôi thấy rất thương. Chi bằng chúng ta làm bạn với nhau. Tôi mang theo rất nhiều tiền, dù sao cuộc sống của tôi cũng không quá chật vật. Khi nào lên bờ, tôi sẽ cho anh một chút để mang về mua đồ cho cháu bé. Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài thật tốt bụng. Ông ta nói mình có rất nhiều tiền. Ồ, để xem nào. Trời, quả đúng là nhiều tiền thật. Trên tàu này chắc hẳn ông ấy là người giàu có nhất. Chỗ đó chí ít cũng phải 100 đồng tiền vàng. Ôi, trộm, có trộm. Có chuyện gì vậy? Làm ơn giúp tôi với. Tôi có túi tiền to đựng khoảng 100 đồng tiền vàng mà bây giờ bị mất rồi. Anh yên tâm đi, nhưng anh cố nhớ lại đi. Anh mất tiền ở đất liền hay lên tàu mới mất? Ban nãy khi lên tàu rồi, tôi vẫn còn bỏ tiền lên để đếm lại, nên tôi chắc chắn tôi vừa mới mất ở trên tàu. Cứ khám xét hành lý của mọi người là sẽ ra mà thôi. Đúng vậy, cứ khám tất cả là sẽ rõ. Tôi cũng cho rằng mình nên khám hành lý của tất cả mọi người. Nếu không phiền, tôi xin phép mọi người cho người đi tìm trong hành lý và giường của mọi người. Đã kiểm tra hành lý của tất cả mọi người rồi, nhưng không tìm thấy số tiền khả nghi đó ở đâu thưa ông. Không thể có chuyện đó được. Chẳng lẽ hắn đã nhảy xuống biển rồi ư? Duy chỉ có ngài Bukhari là tôi chưa xét, nhưng không thể nào là ông ấy. Từ xưa đến nay, ông ấy nổi tiếng là người trung thực, chính trực. Ông ấy sẽ không làm chuyện mất mặt ấy đâu. Không đâu, tôi cũng bình đẳng như mọi người. Cứ khám xét hành lý của tôi cho mọi thứ được rõ ràng. Phen này 100 đồng vàng của lão ta sẽ về tay mình cả. Cũng không có thưa ngài. Cái gì? Sao lại không có chứ? Rõ ràng hôm qua lão ta đã mở hành lý ra, mình thấy trong túi đầy tiền vàng cơ mà. Tôi đã kiểm tra hành lý của tất cả mọi người, nhưng đều không có. Tôi sẽ báo quan. Khi chúng ta cập bến cảng phía bên kia bờ, tôi không thể dung túng cho hành động trộm cướp đó được. Thưa ngài, tôi... Kati, anh có chuyện gì muốn nói với tôi ư? Tôi là một kẻ tội đồ. Tôi đã phụ lòng tin ở ngài. Tôi xin lỗi vì đã nghĩ ra câu chuyện hoang đường đó. Tôi rất xấu hổ. Lúc nghe anh hô hào nói mình mất 100 đồng tiền vàng là tôi đã hiểu ra vấn đề rồi. Tôi xin lỗi, tôi là kẻ có tội. Chỉ vì lòng tham lớn mà tôi đã nảy ra ý định chiếm đoạt số của cải của ngài. Nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã nhận lỗi với ngài. Xin ngài thứ lỗi cho kẻ tội đồ này. Tôi nghĩ người mà anh nên xin lỗi là người chủ tàu và tất cả mọi người. Tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi có một thắc mắc. Ngài đã giấu 100 đồng tiền vàng ở đâu mà lại có thể qua mắt được tất cả mọi người như thế?
Tôi đã ném hết toàn bộ 100 đồng vàng xuống biển rồi. Trời, sao lại như vậy chứ? Vì trong đời tôi chỉ thực sự có hai tài sản lớn nhất mà thôi. Đó là sự trung thực của bản thân, và thứ hai là lòng tin của mọi người. Tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng lòng tin thì rất khó. Nếu mọi người tìm thấy số tiền đó của tôi, và tôi khẳng định đó là tiền của mình, một số người có thể sẽ tin, nhưng cũng sẽ có vài người bắt đầu nghi ngờ sự trung thực của tôi. Tôi xin lỗi, tôi là kẻ có tội. Không ngờ ngài lại là người coi trọng lòng tin đến vậy. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Cathy à, tiền bạc không phải là tất cả, mà ngược lại, sự trung thực và được người khác tín nhiệm với tôi còn có ý nghĩa hơn rất nhiều. Dù sao chuyện cũng qua rồi, tôi không trách anh. Chỉ cần sau này anh sửa đổi, đừng để lòng tham dẫn lối như vậy nữa. Cảm ơn ngài. Ngài thật là cao thượng. Món ngon nhất, món tồi nhất. Các ngươi làm việc chăm chỉ cho ta, mất tiền mua các ngươi. Các ngươi đừng nghĩ đến chuyện trốn việc. Này, cậu kia. Dạ, ông chủ gọi tôi ạ. Ngươi tên gì? Dạ, tôi là Ê-dốp ạ. Nhìn ngươi gầy gò thế kia, thì liệu có làm ăn được gì không? Ngươi mới về đây đúng không? Tôi vẫn đang làm việc đây ạ. Nhìn tôi gầy gò thế thôi, nhưng tôi vẫn làm tốt thưa ông. Để ta còn xem thế nào. Nhưng ngươi cũng khá đấy. Trong đám nô lệ bẩn thỉu kia thì có vẻ ngươi cũng là tên cứng đầu tự tin đấy. Thôi làm việc đi. Nhớ là ta rất tốn tiền mua các ngươi về, nên các ngươi phải làm việc cho tử tế. Anh cũng liều đấy Ê-dốp ạ. Lão chủ này không coi nô lệ chúng ta là người đâu. Không mấy khi ngài đến đây chơi, tôi mời ngài ở lại dùng bữa trưa với tôi. Chỉ tiếc là hôm nay vợ tôi không có nhà để thết đãi ngài những món ngon hảo hạng. Không sao, không sao. Chúng ta không cần quá cầu kỳ. Ông đợi tôi một lát, để tôi đi gọi mấy tên nô lệ chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta. Này, Ê-dốp, lại đây ta có việc cần sai bảo. Ông chủ có việc gì sai bảo tôi đấy ạ? Bà chủ đi vắng, ta lại đang có khách. Ngươi chạy đi mua đồ ăn về đây cho ta đãi khách. Tôi sẽ phải mua món gì đây thưa ngài? Việc đó phải do ngươi nghĩ. Cứ mua một món ngon nhất về đây cho ta. Ngươi đi ngay đi. Vâng, tôi đi ngay đây thưa ngài. Chẳng thấy có người làm nào ở nhà. Không biết thằng bé này có làm được việc không. Để xem nó đi mua đồ thế nào. Nếu làm mất mặt ta, ta sẽ gô cổ lại đánh cho nhiều đòn. Món ngon nhất đây thưa ông chủ. Là món lưỡi heo luộc à? Vâng, ông chủ mời khách thưởng thức đi ạ. À, tôi xin lùi vào trong. Chà, ngon quá. Tôi chưa từng ăn món nào ngon như món này. Thật thế sao thưa ngài? Quả là rất ngon. Cái thằng gầy gò xấu xí đấy thế mà cũng được việc ra phết. Khá. Này, Ê-dốp. Ông chủ gọi tôi ạ? Hôm trước ngươi đi mua đồ ăn tốt đấy. Lần này ngươi đi mua cho ta một món ăn nữa đi. Đi mua đồ ăn nữa hả? Vậy ngài muốn mua gì? Mua về đây cho ta món ăn tồi tệ nhất. Món ăn tệ nhất ạ? Vâng, tôi đi ngay. Để xem ngươi thông minh đến chừng nào. Thưa ông chủ, món ăn tồi tệ nhất đây ạ. Hả? Cái gì thế này? Vẫn là món lưỡi heo luộc sao? Hỗn láo. Món ngon nhất là lưỡi rồi mà tồi nhất cũng lại là lưỡi. Là cớ làm sao? Vâng, đúng thế thưa ông chủ. Lưỡi mềm nên rất uyển chuyển,
có thể biến xấu thành đẹp, dở quá hay và cả thành trẻ trung. Nó thỏ thẻ rót mật vào tai người, không phải lưỡi là vật tốt nhất còn gì. Nó nói thế, chẳng lẽ có ý là... Bà ta cứ tưởng bà ta trên cơ mình thì muốn làm gì thì làm được chắc. Đã xấu còn ghê gớm. Bà đang nói đến ai? Con mụ Mary. Bà ta định rút mối làm ăn với nhà mình, chỉ vì tôi nhớ miệng chê thằng con bà ta hơi lùng. Bà đúng là rất dở. Là thế nào? Là bà nói rất dở. Bà phải dùng lưỡi của mình uống công vào, nói những lời đường mật dành cho bà ta. Mình đang làm ăn với người ta thì dù người ta có xấu cũng phải bảo đẹp, rất đẹp. Bà hiểu không? Ừ, cũng phải. Thế thì tôi lại phải có cuộc trò chuyện khác với bà ta mới được. Đúng là uống lưỡi đi một chút, nói ngon nói ngọt cái là được việc ngay đấy không ạ? Bà nói chuyện với bà Marie rồi sao? Đúng rồi, tôi chỉ rót những lời đường mật vào tai bà ta. Bà ta cười tít mắt, từ ghét tôi chuyển sang quý mến ngay. Bà ta đồng ý làm ăn vụ này với chúng ta. Thế còn ngược lại thì sao? Ngược lại, lưỡi biến hóa khôn lường, có thành không, trắng nhộm ra đen, người ngay quá người gian, người hùng thành tướng cướp. Nó có thể đơm đặt mọi chuyện theo ý muốn. Thế gian có vật nào tệ hơn cái lưỡi? Bởi vậy mới nói, sự sống sự chết ở trong quyền lực của cái lưỡi. Quả đúng như vậy. Xưa kia ta từng bị một người hại, đang tự giúp người mà người đó vu oan là kẻ cướp. Suýt chút nữa ta biến thành tên tướng cướp thật sự dưới những lời vu oan của kẻ đó. Đúng là có thể dùng cái lưỡi mà bẻ lai mọi sự. Người rất khá, ta cứ tưởng ngươi tầm thường mà không tầm thường chút nào. Sau lần này ta sẽ cho ngươi đi cùng ta trong mọi việc, ngươi thấy sao? Cảm ơn ngài. Tôi muốn hút. Càng ngắm mình càng thấy cặp sừng của mình mới đẹp và cứng cáp làm sao. Hôm trước mình chỉ thử hút nhẹ vào người thỏ mà cậu ấy đã kêu đau quai quái rồi. Xem ra có cặp sừng này thì mình chẳng sợ ai bắt nạt nữa. Mình phải đi dạo một vòng quanh khu rừng này để thử sức mới được. La 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 la, ta là dê con, có đôi sừng chắc khỏe. La 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 la. Ồ, anh gà trống, hình như anh ấy đang bới đất tìm dung. Để xem anh ấy có phải là đối thủ của đôi sừng này không mới được. Anh gà trống, đang đi kiếm ăn đấy à? Ồ, dê con đấy à, tôi đang bới ít dung về cho lũ con ở nhà. Cậu đi đâu đấy? Tôi đang đi dạo thôi, trời đẹp thế này không đi dạo thì phí. Cậu thật là rảnh rỗi, đúng là tuổi trẻ có khác. Này, chúng ta hút nhau đi. Đúng là tôi đang rất rảnh đây, nên muốn thử độ cứng của đôi sừng này. Cậu đang đùa tôi đấy à? Hút gì chứ, tôi không có hứng thú đâu. Hơn nữa tôi đang bận, lo chơi với cậu thì mấy đứa con của tôi chết đói mất. Chơi gì mà chơi, là thi đấu ấy chứ. Chúng ta hút nhau đi, xem ai mạnh hơn nào. Tôi đã nói là không có hứng thú rồi. Thôi cậu đi tìm người khác chơi đi, sao cậu phiền thế nhỉ? Đi mà, hút nhau với tôi đi, chỉ một lát thôi mà. Hay là anh sợ tôi nên không dám chơi? Ừ, cái cậu này hay thật. Tôi đã bảo phải kiếm ăn cho đàn con rồi kia mà, sao cứ nói nhiều thế nhỉ? Để cho tôi yên đi. Ơ kìa, anh gà trống. Thôi, không chơi thì thôi, tôi đi tìm người khác vậy. À, lợn con, anh đang đi đâu đấy? Tôi đang đi chơi thôi, có chuyện gì không? Nói vậy nghĩa là anh không bận gì đúng không? Chúng ta hút nhau chơi đi. Hả? Sao tự nhiên lại hút nhau? Thì hút nhau xem sừng của ai khỏe hơn. Tôi làm gì có sừng mà khỏe với không khỏe chứ. Chịu thôi,
tôi không chơi đâu. Đi dạo còn sướng hơn. Anh tự chơi một mình đi. À kìa, lẫn con. Sao lại đi rồi? Bực mình thiệt. Sao ai cũng từ chối hút nhau với mình thế nhỉ? Bọn họ sợ cặp sừng của mình đến thế sao? Đã thế, mình càng phải tìm người thách đấu mới được. Chán quá. Đi mãi mà chẳng gặp ai thế này. À, kia rồi. Cháu chào bác cô. Ồ, về con đấy à. Chào cháu. Bác cô ơi, ta hút nhau một cái chơi đi. Hút nhau với cháu ư? Ta từng này tuổi rồi, sao có thể chơi trò hút nhau với một đứa trẻ như cháu chứ? Cháu tìm người khác chơi cùng đi. Lại từ chối. Từ sáng đến giờ, cháu đủ bao nhiêu người mà chẳng ai chịu chơi trò này với cháu cả. Chán ơi là chán. Bác chơi với cháu đi mà. Đến mấy đứa trẻ còn không chịu chơi trò này với cháu thì bác làm sao mà chơi được. Bác không chơi đâu. Đi mà bác cụ. Bác chơi với cháu đời. Cháu muốn hút. Cháu muốn hút. Ta cùng hút nhau đời. Bác đã nói không là không. Cháu còn nói nữa là bác nổi giận đấy. Biết chưa? Chán quá. Đến bác cựu cũng bỏ đi rồi. Còn ai chơi với mình cơ chứ? À, tôi muốn hút. Tôi muốn hút. À, tôi chơi với cậu. Cậu nói sao? Cậu sẽ chơi với tôi ư chắc con? Ừ, cậu dám không? Dám chứ sao không. Đã thế thì cậu đừng hối hận đấy nha. Tôi có đôi sừng chắc khỏe thế này cơ mà. Có biết từ sáng đến giờ ai cũng sợ tôi không dám chơi với tôi không? Cậu đúng là dũng cảm đây. Chưa biết ai dũng cảm hơn ai đâu. Đã chơi thì không hối hận. Không được nghỉ chơi giữa chừng. Nếu đồng ý thì chúng ta bắt đầu thôi. Nhất trí. Chờ mãi mới có người chịu chơi với mình. Mình sẽ hút thật mạnh để cháu con biết sức mạnh của mình mới được. Bắt đầu. Trời ơi, đau, đau quá. Ôi, đau, dừng lại mau. Sao cậu cắn tôi chứ? Tôi chỉ muốn hút thôi mà. Cậu xem, chảy cả máu chân tôi ra rồi đây này. Đấy là cậu muốn hút thôi. Còn tôi không muốn hút. Tôi chỉ muốn cắn thôi. Cậu như thế là xấu tính lắm. Cậu cắn tôi đau chết đi được. Đồ ăn gian. Tôi không cần biết. Tôi thích cắn là tôi cắn thôi. Cũng như cậu, gặp ai cũng đòi hút đó. Cậu thích cà khịa, gây sự với người khác lắm cơ mà. Đã thế, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Để xem lần sau cậu còn muốn hút nữa không. À, đau quá, cứu tôi chơi. Cứu tôi. Đau, đau quá. Chó con thật là đáng ghét. Cũng tại mình quên quan. Cứ nghĩ có đôi sừng chắc khỏe đi cà khịa mọi người nên mới tự rước quả vào thân thế này. Từ giờ mình chẳng dám nữa đâu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.